Xin chào tất cả các bạn. Lúc mà các bạn xem video này cũng là lúc mà chính là hạn NDA của chiếc GTX 1660Ti chính thức kết thúc. Non-disclosure agreement có nghĩa là thỏa thuận không tiết lộ, còn được gọi là thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận tiết lộ bí mật, thỏa thuận về thông tin độc quyền. Và nếu các bạn chưa biết 1660Ti là gì thì các bạn có thể xem video tổng quan của nó ở trong đây. Về các đánh giá hiệu năng chi tiết như là khả năng ép xung này, nhiệt độ này, OC các thứ ấy, thì mình hẹn các bạn ở video sau. Còn trong video này thì mình sẽ build một cái hệ thống PC sử dụng chiếc GTX 1660Ti mở trong cái tầm giá thì khá là hợp lý, nó khoảng tầm 25-26 triệu đồng và phù hợp với đại đa số nhu cầu các bạn khi mua máy tính, đó chính là chơi game và thì thoảng live stream này. Và ngoài ra thì cũng thử nghiệm nó với cái tựa game mới nhất, đó chính là Apex Legends. Có thể các bạn sẽ không thấy chiếc 1660Ti trên bàn đâu, thì mình sẽ để dành riêng nó trong cái phần unbox ở phía sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi qua các cái linh kiện khác nhau của cái bộ máy. Và đầu tiên về CPU thì mình sẽ lựa chọn đó chính là chiếc Core i5 9400F. Và cái sự khác biệt giữa 9400F và 9400 nó chỉ là chiếc 9400F này không có cả màn hình onboard mà thôi. Và các onboard chắc chắn là các bạn sẽ không sử dụng khi mà chơi game rồi, tại vì các bạn sử dụng đó chính là chiếc cả màn hình rời GTX 1660Ti cơ. Và nếu các bạn muốn sử dụng các ứng dụng của Adobe thì khả năng cân nhắc lên 9400 để tận dụng các công nghệ hardware acceleration là rất tốt và render thời gian nó nhanh hơn rất là nhiều. Còn không thì 9400F với 6 nhân thực và thừa sức trải nghiệm các tựa game cao cấp hiện tại. Và ngoài ra nếu các bạn livestream thì cũng không hề sợ hiện tượng quá tải CPU xuất hiện trên các thế hệ Core i ngày trước như Core i7400 hoặc là Core i7700 chẳng hạn. Mainboard mình lựa chọn ở đây đó chính là MSI B360 Gaming Pro Carbon. Ngoài các vấn đề về đầy đủ các tính năng ăn chơi cho game thủ như là gaming LAN hay đèn LED RGB thì mình thấy điểm đáng tiền nhất của bom mạch chủ đó chính là thiết kế. Vì các tấm che cổng nhận back panel hay là khu vực chipset đều được phủ vân carbon đẹp mắt, và ngoài ra thì mình thấy tông màu đen sẽ rất dễ phối thổ với các linh kiện khác để làm nổi bật đó chính là đèn LED RGB trên cả màn hình hay là trên tản nhiệt hay là trên mainboard chẳng hạn. Chiếc Core i5 9400F này theo đánh giá của nhiều chuyên gia nước ngoài thì nó khá là mát, nhưng mà thực sự thì mình cũng không muốn sử dụng cái tản nhiệt stock của đi kèm của cái CPU này cho lắm. Tại vì thứ nhất thì nó khá là ồn, và thứ hai thì đó chính là nó làm giảm giá trị hệ thống đi rất là nhiều thì nó hơi xấu một chút, và vì vậy thì mình sẽ phải có cái giải pháp tản nhiệt riêng của nó. Thì mình chọn đó là chiếc Cooler Master Master Air MA410MP bởi vì nó rất là dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng cũng như lắp đặt. Và ngoài ra thì hiệu năng của chiếc Cooler Master MA410MP này nó cũng khá là tốt và còn nhỉnh hơn cả các tản nhiệt nước Odeon khác khoảng tầm 1,5 triệu cơ. Về RAM thì tất nhiên với cái trend RGB đang lên mạnh ở tất cả các sản phẩm mặt trận thì anh em sẽ không thể tránh khỏi việc mua RAM mà có đèn LED RGB rồi. Và ở đây thì mình lựa chọn đó chính là chiếc Kingston HyperX Predator có dung lượng là 8GB và bớt là 3200. Mặc dù CPU và mainboard thì chỉ hỗ trợ tối đa cho chúng ta đó chính là bớt 2666 mà thôi, nhưng việc bây giờ tìm một cái thanh RAM 8GB bớt 2666 thì mình nghĩ là khá là khó. Và ngoài ra cái mức giá chênh lệch giữa một thanh 3200 và một thanh 2666 thì cũng chỉ khoảng tầm 1-200 mà thôi. Nên theo mình các bạn đầu tư lên cả lớp bớt 3000-3200 cũng thoải mái, không vấn đề gì cả. Và ngoài ra thì nếu các bạn muốn livestream mà các game nặng ấy như kiểu Apex Legends hay là PUBG thì theo mình các bạn nên nâng cấp thêm một thanh nữa để sử dụng thành 2 thanh 8GB là 16GB sẽ đỡ các hiện tượng tràn bộ nhớ. Ổ cứng thì mình sẽ lựa chọn một combo quốc dân, đó chính là chiếc ổ Kingston 240GB NVMe và một ổ Western Digital 1TB Blue. Và với cái dung lượng 240GB thì các bạn hoàn toàn có thể đủ lưu đó chính là Windows này, game hoặc là một vài ứng dụng mà các bạn hay dùng ở trong cái ổ NVMe. Ngoài ra ổ 1T, ổ cứng cơ thì các bạn chỉ lưu chính là phim ảnh hay là các cái phần mềm khác các bạn ít sử dụng thôi. Và mình lựa chọn cái ổ NVMe X2 ấy, một phần bởi vì thứ nhất là giá nó tốt, và thứ hai thì với cái tốc độ của nó là khoảng tầm 1.5 một giây thì các bạn hoàn toàn có trải nghiệm nó không hề kém cạnh các cái ổ X4 là mấy. Chiếc nguồn EVGA 500BV thì nói về EVGA thì mình cũng không phải giới thiệu quá là nhiều, bởi vì đây đang là một thương hiệu được ưa chuộng số 1 tại Mỹ, không chỉ bởi thiết kế mà còn cái độ ổn định. Thật ra trước đây có rất nhiều anh em hỏi mình về đồ EVGA trên livestream, nhưng mà thời đó chỉ có đồ sách tay mà thôi nên là mình cũng không khuyến cáo anh em nên mua lắm. Nhưng hiện tại thì EVGA đã có nhà phân phối tại Việt Nam và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và thoải mái mua đồ chính hãng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật được chờ đợi nhất vào ngày hôm nay, đó chính là chiếc GTX 1660. Mình sẽ bỏ hết tất cả thứ này xuống. Và đây chính là chiếc GTX 1660Ti Gaming X đến từ MSI. Và chúng ta sẽ mở ra nhìn rõ hơn. Về phụ kiện thì chúng ta vẫn chỉ có driver và các thứ như là hướng dẫn sử dụng thôi. Và các bạn cũng không cần quan tâm nhiều lắm, mà cái các bạn cần quan tâm đó chính là chiếc MSI GTX 1660Ti này. Và đây là phiên bản Gaming X
Và các bạn có thể thấy là về thiết kế thì nó gần như là tương tự, và không muốn nói là y hệt chiếc RTX 2060 mà mình đã review đợt trước, và các bạn có thể xem một video này. Và phiên bản này sẽ có mức xung đó chính là 1840MHz, tức là cao hơn khoảng tầm 5% so với phiên bản gốc từ NVIDIA. Và đây chính là nó, vẫn có backplate đầy đủ và dùng nhôm phay xước, nói chung là y hệt chiếc 2060. Và cuối cùng đó chính là vỏ máy, chúng ta sẽ đến với chiếc Iracool P7C0 Pro thuộc dòng Project 7 mới của Iracool. Và điểm mình thấy ưng ý nhất đó chính là mặt trước máy nhìn khá là hiện đại so với mặt bằng chung bây giờ, chúng ta là mặt phẳng. Và ngoài ra quạt LED, đèn LED thì các bạn có thể điều khiển đồng bộ với mainboard được. Và đây cũng là điểm mình thích nhất vì các bạn có thể điều khiển toàn bộ màu sắc chỉ với một phần mềm thôi, chứ không phải ngồi ấn hay điều khiển từ xa. Các thứ còn lại như chất liệu hay là độ hoàn thiện thì mình đánh giá là P7C0 Pro là mức chấp nhận được. Tuy chưa thể so sánh với các sản phẩm cao cấp khác tầm 3 triệu đến 4 triệu nhưng cũng không đến mức quá tệ so với mặt bằng chung. Về tổng thể các linh kiện bên trong thì mình thấy khá là đầy đặn và không bị quá nhiều khoảng trống. Tông màu đen chủ đạo cũng làm nổi bật đèn LED từ VGA, mainboard đến RAM. Và do mình cũng không thích đèn RGB cho lắm nên là mình đã đổi tất cả sang là màu đỏ, một phần để phù hợp với cái tông màu nhà MSI. Và đó cũng là mục đích mà sinh ra của RGB, đó chính là việc tùy chỉnh bất kỳ màu LED nào mà các bạn muốn để tông truyền tông toàn bộ máy. Các khu vực có LED đều thuộc dạng điểm xuyết và không có quá nhiều đèn. Và đây cũng là cách bố trí đèn LED ưa thích của mình, một phần để giảm sự chú ý các bạn khi mà chơi game buổi đêm. Và nói đến việc chơi game buổi đêm ấy, thì khi mà mình đóng tất cả các cái mặt kính của cây lại thì mình đo nhiệt độ khi mà các bạn chơi game thì chiếc MSI GTX 1660Ti nó rơi vào khoảng tầm là 66-67 độ C. Và độ ồn hệ thống thì nó thật là rất là thấp. Còn về hiệu năng thì do thời gian giới hạn nên là hôm nay mình sẽ thử nghiệm trước ở ba tựa game, đó chính là Apex Legends, PUBG và Battlefield 5. Và như mình đã nói thì mục đích sinh ra của GTX 1660Ti thì mình sẽ thử nghiệm tất cả các game này ở độ phân giải là Full HD và các thiết lập sẽ là cao nhất để xem nó có thể phục vụ các màn hình 144Hz thời thượng hay không. Đầu tiên là với Apex Legends ở thiết lập cao nhất và bật thêm Field of View 100 thì MSI GTX 1660Ti Gaming thì sẽ trụ khá tốt ở mức trung bình khoảng tầm 120-130fps. Và chỉ riêng ở phân đoạn là các bạn nhảy từ khỏi máy bay thì do phải lót quá nhiều vật thể nên tụt xuống khoảng tầm 80fps. Còn trong trận thì các bạn có thể thoải mái yên tâm trải nghiệm bật mã hệ thống này. Và tiếp tục là qua PUBG thì vẫn là Ultra Setting thì GTX 1660Ti vẫn trụ được khoảng tầm 70-80fps và điểm số này cũng ngang ngửa với 1070 mà mình đã test được trước. Và cuối cùng thì là game offline siêu nặng, đó chính là Battlefield 5. Thì tất nhiên là tính năng Ray Tracing thì các bạn sẽ không thể bật được rồi, nên mình sẽ chạy là DDX 12 và Max Setting. Và điểm đáng mừng là các bạn có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của game rất đẹp và cũng gần như không kém gì Ray Tracing cho lắm. Và như ngày trước thì mình đã thử video, đó chính là các bạn nhìn Ray Tracing và không Ray Tracing của Battlefield 5 thì chắc cũng không khác nhau nhiều. Và ở mức khoảng tầm là 80fps trung bình. Và đây các phân cảnh cháy nổ sẽ tụt xuống, nhưng mà nói chung thì các bạn vẫn có thể trải nghiệm là hoàn toàn mượt mà. Ở thời điểm mà khi mình làm video này thì bộ máy có mức giá là khoảng tầm 26 triệu đồng. Và tất nhiên là các bạn chưa đi kèm chính là hệ điều hành này, chưa đi kèm màn hình, chưa đi kèm là gaming gear. Thì về hệ điều hành thì các bạn đã phải có rồi. Và còn về màn hình thì theo mình các bạn nên trang bị tối thiểu là một chiếc màn hình 144Hz để có thể trải nghiệm tốt nhất trong game, đặc biệt là với chiếc cả màn hình GTX 1660Ti này. Còn về gaming gear thì thực sự là sẽ tùy tâm và phụ thuộc vào các bạn chơi game gì và cũng ngân sách các bạn như thế nào. Nói chung về bộ máy này thì các bạn có thể hoàn toàn thoải mái chơi tất cả các tựa game mới nhất bây giờ ở Max Setting ở độ phân giải là Full HD mà hoàn toàn không lo vấn đề về tụt FPS. Và ngoài ra thì với cái CPU 6x6 luồng này thì các bạn cũng thoải mái có thể livestream. Nhưng mà khi mà các bạn livestream ấy thì theo mình các bạn nên mua thêm một thanh RAM 8GB nữa để có thể nâng cái tổng bộ nhớ RAM hệ thống lên là 16GB. Tại vì như các bạn thấy trong mấy đoạn test game vừa rồi thì RAM bình thường khi mà chơi game nó ăn khoảng tầm 6GB rồi, nó không còn dư quá nhiều RAM đâu. Và ngoài ra thì nói riêng về chiếc MSI GTX 1660Ti này, theo mình đánh giá thì hiệu năng nó cũng là ngang với cả GTX 1070. Và nhưng mà chi tiết hơn về các game trong 2K hay là về nhiệt độ, khả năng ép xung các thứ ấy, mình sẽ hẹn các bạn ở video khác. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.